Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series leo rank cùng. Đây là cùng Văn Nghĩa nhé các bạn. Văn Nghĩa mượn cái nick Củi Bắp để leo rank cùng mình các bạn ạ. Ok, chào các bạn nhé. Ok, vào trận đi. Đây là cái trận quyết định để cho thanh niên người rừng này lên bạc. Chỉ còn một sao nữa thôi. Chỉ còn một sao nữa là mình sẽ được lên bạc 1 nhé các bạn. À quên, bạc 3. Một trận nữa là anh ấy từ đồng mà lên bạc. Ok, mình không biết anh nhân người hôm nay sử dụng cái vị tướng gì. Mình sẽ tiếp tục cái vị tướng là người rừng. À chơi, vị tướng là mơ manga nha các bạn. Còn mình sử dụng Violet. À, thì mình phải đổi tướng. Mình chắc phải đổi. Đây là một xạ thủ khá là bá đạo. Còn mơ manga là một con chất độc màu da cam Dioxin. Khá là tất chơi. Lần này phải cố gắng thắng để cho thanh niên người rừng lần đầu tiên được lên bạc. Các bạn xem này, mình cái tướng thủ của mình là được 7. Đem mình đánh thì 7 tầng mà hình như chẳng có được đòn. Toàn là sát thủ với toàn là ứng chí. Và này, một con chất độc mờ manga. Trận này phải hết sức là bình tĩnh để có thể lên bạc. Ok, tem họ thì có con bò Toro Anidu, wow, hai con trâu được đòn cũng như là hoa hả? Nát tem. Tem họ có hai con trâu à? Và hai gái xinh đó chính là Natalia. Wow, khá là tuyệt vời. 1 triệu won nữa. Tem họ thì tem mình thì không có thanh niên nào sử dụng. Tem mình thì 2 rừng, tem họ thì chẳng có rừng nào. Mở mân ga định đi tem rừng. Khá là buồn lên các bạn ạ. Vì thanh niên người rừng này thì phải đem đi rừng là đúng rồi. Mình khá là nhầm lẫn, có chữ nhầm lẫn hơi bị nhẹ ở đây các bạn ạ. Khá là buồn luôn. Mới vô mình đem một cái trừng phạt đi để làm gì không biết. Sau khi tại phú ông đã em dừng đi rồi. Rồi. Ok, là vào trận đấu. Mình đã nghe tiếng trận đấu bắt đầu rồi. Ok, thì mình sẽ tiếp tục cái con đường. Cái con đường đời của mình là đi mình đường mít nha các bạn. Đi chung và bảo kê cho thanh niên người rừng khỏi những cái cám dỗ của tình yêu. Nói là mượn đơn quá. Đây, ra giữa đây là thanh niên Toro. Và một bà lăn người bắn phá. Thanh niên mờ manga bắt đầu chạy đến. Ôi trời ơi, Violet bên trong tay cầm một khẩu súng khá là bá đạo. Anh hộ tiếp tục lăn lộ. Có thể nói tem họ đang cố gắng ngủ. Ôi trời ơi, anh khá là thông minh. Tem mình khá là bá đạo. Mình đổi. Thì theo bạn thấy thì ở cái rank này, rank Củi Bắp ấy, thì những thanh niên toàn là đi mid không các bạn ạ? Khá là buồn luôn. À, tem họ thủ khá là chất. Thôi tem mình họ đánh khá là chất chơi người rơi các bạn ơi. Mình phải đánh từ từ rút về. Rút không nên hổ báo cáo trồn. Hổ báo nó đập chắp mặt. Thấy chưa? Thanh niên Toro nhính mất quả lựu đạn của tôi. Nó biết và mình sẽ phải lên bàn. Nó biết mình đi rồi nó ra nó. Mình đánh khá là linh hoạt các bạn ạ. À, thôi, bây giờ mình không chơi ba cái trò mèo nữa. Chạy về. Cuộc gì em yêu. Đi cái điểm em này yêu. Chắc ăn thôi. Ừ, ok, mình chạy lên hồ trợ. Thanh niên Tiểu Vân, thanh niên Tiểu Vân. Mày làm cái gì đây, cái chó gì đây? Thanh niên Tiểu Vân. Ok, tem của mình thì đã lạc trôi vào rừng. Tiểu Vân ơi, khi đã có anh ở đây rồi, anh sẽ cân cả cái thế giới này lên, coi nó bao nhiêu kg, mình xem. Tem bản, đi đường mít khá là đông luôn, mình phải trận này là trận quyết định để kiếm một sao nhưng là rất nhiều khó khăn. Thanh niên người rừng thì cứ chạy lung ca lung tung, mình nhưng mới tập chơi hay sao đấy. Đánh cũng khá là vui luôn. Khá là vui luôn, tem họ tập tem trung đường mít. Mít khá là đông, nhưng mà mình đông sẽ cố gắng ăn thêm một con này. Tem đẩy luôn cái đường tên luôn. Không biết Tiểu Vân nó có dám rút mặt ra tem họ tem họ này tem họ này một mình sẽ có một mình mà cần cả ba luôn. Một mình có thể cân cả ba được hay không? Ồ, cái em này khá là chất chơi. Thôi Tiểu Vân ơi, Tiểu Vân này thôi mình phải biến về luôn rồi. Thanh niên giom làm gì ở đây? Ok, mình sẽ biến về và cùng đi với mời bạn Nga, thanh niên người rừng. Đi hình giới đi, hình giới thử xem. Buồn quá. Giờ hiện tại trận này khá là căng, chưa la liếm được cái mạng nào, tỷ số là 0-0. Và xuất hiện một con rồng okay. Ở đây. Ok, liệu rằng có một thanh niên lên bảng hay không? Một pha bắn phá từ xa quả bác tung lên. Toro nằm xuống hay không? Ôi trời ơi, anh Yuka, anh Phạm Đường, anh bắt đầu lên.
Ôi, anh phải né cái quả đại bác, anh chạy né một quả bom tên. Đây đây đây, em chạy. Thanh niên nào? Có một vẫn thanh chưa niên có vẫn. Một thanh niên đêm số lên bàn rô, Yuka vẫn đang nằm trong bụi để chờ những cái con mồi bắt đầu ra. Anh đây bị ba Yuka. Anh hay có ác tình. Thông minh nhưng mà ngu hơn con thú đực. Ok, mình chạy vào bán thú. Ôi, người đừng xe phải lên bàn, tại vì sao? Tại vì anh ấy quá ngu mà. Ôi, còn ít máu mà. Ôi mình... một thanh niên lên bàn. Mình tưởng tay em họ lên bàn. Yuka không phải lên bàn các bạn ơi. Và hiện tại là tỷ số nó rất một thanh niên này có thể đều lưng em lên bảng trước anh ơi. Rồi hai điều các bạn ơi. Trận này đánh khá là khó khăn luôn. Mình phải biến về ngay lập tức các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Khá là buồn luôn. Và bán thủ thần thánh của mình thì để hỗ trợ lại một mạng và chết một mạng khá là buồn luôn, nhưng mà không sao. Mình sẽ cố trận này cố giúp người đường của tụi nó. Trận này không có một thanh niên nào đỡ đòn nên mình toàn lên đỡ đòn nên hơi căng đấy nhỉ. Không có thanh niên nào khám phá thủ của nhà mình đâu. Trận này mà mình không. Tại vì sao? Một thanh niên là vừa ra và đã chết nằm hạ gục. Ôi trời ơi, người đừng bây giờ cũng bị chính chất độc màu da cam rồi. Ôi trời ơi, xem họ khá là hổ báo các bạn. Xem họ khá là đông luôn. Ba thanh niên, bốn thanh niên. Bốn thanh niên một mình có thể cân nổi không? Cân nổi bốn thanh niên này hay không? À mà cái em John này. Anel sinh ra. À một em lên bảng chính chất độc màu da cam của mình. Tỷ số là 3 đều rồi, trận này thì khá là căng luôn. Tỷ số 3 đều nhưng tem mình có một thanh niên chết. Chất chơi chết tận hai mạng rồi các bạn ạ. Tận này thì Yuka không đi đường luôn. À cái em John này cứ đứng farm lung tung với thầy. Khá là buồn luôn các bạn ạ. Mình sẽ đi đường để kiếm. À cái bạn Yuka này cứ đánh đứng trong tủ chơi mình càng... mình buồn lắm. À đang có một thanh niên đứng im cho mình chơi vậy nhỉ. Lên cho Nam thì em đứt rồi. Thôi, có một thanh niên này đầu hàng sớm quá. Một thanh niên này thấy mình đi lên chơi thì lại đứng im. Mình khá là buồn ấy, ăn một cái mảng đó thì mình khá là... con bùa xanh rồi mình ăn cái mảng đó thì cái mảng của nó thì khá là không hợp vệ sinh lắm, tại vì nó đứng một mình cho mình bắn thì mình ăn thì khá là buồn luôn, tại vì mình ăn không thà là nó đang đánh mình ot tem không chịu chịu thôi. Mít đang đeo ai lên là thì... sao. À một thanh niên toro lại đấy, toro mít rồi thôi. Một thanh niên Toro này phải cân cả thế giới luôn các bạn ạ. Thanh niên Toro này thanh niên lên Toro lên chỗ Nam rồi. Chạy, hiểu anh ấy có chạy kịp hay không? Anh ấy ngấm chất độc và anh ấy phải hy sinh. Ok, mình đã ăn được 3 mạng. Đầu đời của mình mà chưa chết mạng nào rồi các bạn ạ. Anh em thì đừng đánh khá hay trong cái trận này anh em. Wow, cái tụ mít thì không ai có thể đỡ nổi. Khá là buồn luôn. Mình thì một mình phải lăn lộn ở cái dòng đời nghiệt ngã này. Một mình có thể chống chọi được với bao nhiêu là nó thấy mình chưa biết. Ôi, thanh niên người đừng đẩy khá là nhanh anh em ạ. Thôi. Hết máu chưa? Phải biến. Đẩy hết cái đồ đấy này về. Chưa hết máu nhưng mà các thanh niên ở nhà thì không chịu. Thế các thanh niên ở nhà thì không chịu đẩy gì cả. Thanh niên ở nhà bỏ màn. Về lên bắt nhé. Về đi. Có ai đâu mà bắt. Lên bắt đầu lên rồi này. Khá là buồn luôn. Mấy thanh niên ở nhà thì không ai có thể giữ chủ được. Mình về giúp mấy thanh niên này thôi được. À mấy thanh niên tệt theo mình như không thế. Mình sẽ phải nhưng mà mình đi đường mít thì lại cái đường này lại bị mất các bạn ạ. Mình phải cho tiếng mới là Tiểu Vân các bạn ơi. Có thể bắt được Tiểu Vân hay không? Tạm dừng lại đi em. Tiểu Vân thì không chạy thoát được rồi. Có mình ở đây thì anh ấy có thể chạy đi đâu được. Em ấy băng tủ thì em ấy không phải hy sinh. Em ấy chạy đi đâu? Em ấy băng tủ sao? Wow. Một em lại lên bảng đếm số nữa rồi. Em Nata này thì có thể hy sinh được hay không? Lên số rồi. Lên số 5 đi. Toro đứt không? Thanh niên băng trù thế. Trời ơi. Nhưng mà em này đã phải hy sinh rồi. Chết độc cô rồi. Toro chạy thoát rồi các bạn ạ. Mình không thể ạ. Bây giờ em mình phải cố thủ để cho mấy. À một thanh niên Toro này lại tham lại đẩy lính mà. Thấy hai được viên của mình đẩy khá là nhiều. Yuka và John chẳng hỗ trợ. Em này chạy đi đâu cho thoát? Ngắm chất độc đi. Hay có mình đã ăn được 6 mạng xanh sao rồi các bạn ạ. Mình nói không ngừng nghỉ. Trận này thì khá là pro rồi. Yuka. Mình lại chuông. Con này ăn một mình nọ cần cả thế giới luôn các bạn này. Okay. Này em này lên số 4 rồi thì em chạy đi đâu cho thoát. Thôi, mình chạy đẩy đường mít. Nó khá là xanh sao. Mình chạy đẩy đường mít. Mình chạy bật đẩy đường mít. Chạy nhanh còn kịp. Em sao lại không tập hợp? Em tập hợp ra đường mít và quất nó đi xa. Thôi, trận này thì mình lại tem nó hết rồi. Về đi, ra nó hết nữa. Wow. Có mấy thanh niên này bắn choáng khá là tập hợp bằng mít nha anh em. Thôi xuống ăn rồng cái lần này. Ăn con rồng này có thể nâng cao được tinh thần đồng đội đâu hết rồi. Ăn con rồng này để cung cấp thêm một nguồn năng lượng đó chính là vàng.
để có thể mua được những cái món đồ mà các bạn yêu thích hàng ngày. Con rồng này, con rồng này, thôi chờ bên nó rồi, có trứng gì không, nhanh lên nhanh lên, cần có trứng gì rồi, trứng gì em đi ngoài rồi, thôi mình biến đi về nó kịp. Em thì chưa chết đâu nhưng mà về bắt luôn cả mấy thanh niên này luôn. Ra đây, ra đây. Quăng tao cái xong. Ra đây, ra đây. Chết rồi. Khá là buồn luôn. Em mới có bị ngấm chất độc không? Mình chết nhưng mà mình vẫn ăn được một mạng các bạn ạ. Và mấy thanh niên này cứ ra là chết, còn thanh niên Yuka này thì thanh niên Yuka nó bùi và chờ một phát ulti. Được anh chết không? Nhưng mà anh sẽ phải nằm xuống. Và màn hình, nên là anh lúc đông thủ hay là để chết. Choang, choang. Các bạn nhìn cái bảng đếm số của các thanh niên này, okay. Mình khá là buồn luôn. Đẩy nát cái tủ này rồi, bây giờ thì mình cũng khá là buồn, không biết làm sao để thắng trận này rồi. Mấy thanh niên đánh bị tủ mít bị nó đẩy. Ôi ra là gì, ra quá. Rồi, mình đã sống rồi, mình đã sống lại thì nhanh, các bạn chạy về nhanh còn kịp. Chạy về nhanh, không thì các em phải nằm xuống. Mình đang còn lên. Các em phải nằm xuống, em chạy nhanh đi. Thanh niên này chạy rất nhanh các bạn ạ, thôi mình phải đẩy lính. Đẩy tệt đi. Rồi, tệt gì, nó tự quay lại, nó đầu hàng. Và mấy thanh niên này khá là buồn luôn. Mình đánh thì một em chặn đường, một con bò to đi luôn, một con bò đang đẩy nào. Một thanh niên này có một chiêu kéo, có phải chiêu kéo không hay là chiêu nhảy ra đây, chiêu nhảy ra. Em ấy triệu vân em triệu vân này cũng có một chiêu nhảy, triệu vân nhảy đi đây. Em này ngấm chất độc của mình không, chất độc em ấy là phải ngấm chất độc và nằm xuống tại ngay tại ở trong tủ của tem đó. Thanh niên tiểu vân thì cũng phải nằm xuống. Đâu rồi? Mấy thanh niên. Một thanh niên đánh khá là buồn luôn. Anh thanh niên đó thì chết to như là mà. Mình khá là buồn luôn. Mình tưởng là thanh niên đó vào có thể gánh được mình nhưng không ngờ mình lại gánh thanh niên đó. Mình gánh lần này mình em lần này mình đánh giả chết thật nhiều để coi thì thanh niên người đừng. Cái em này cũng phải hy sinh nằm xuống. Người đừng còn có tí máu này anh em ạ. Hiện tại tem trận này khá tủ mít thì mình đẩy hết rồi, còn đúng một tủ nữa. Có một thanh niên đòi đuổi theo mình thử xem thế nào. Trời ơi, mình tưởng là bản này khá là buồn luôn. Cái bản giom này thấy mình đã thấy nó tệt theo bản giom này thì mình quay lại để ngăn chặn nó, nhưng mà ai ngờ trời ơi, không ơi, hiểu em tiếng đồng đội em ơi, bản giom không hiểu tiếng đồng đội gì cả. Trời ơi một thanh niên Violet đã phải nằm xuống 6 lần vào tử có 5 mạng, mình khá là buồn luôn. Chỉ kêu một thanh niên vào kéo cho anh, nhưng mà ai ngờ mình chôn người đứng ngoài là mình sẽ nằm xuống. Mình đánh chưa ăn mạng nào, mình chả cần ăn. Và mình đánh quá vừa rồi. Và lính của mình đẩy khá là cao luôn. Rồi trận này sẽ phải mất cái trụ này rồi. Và mất trụ nhưng mà cấp rồi, em ơi. Các em có phải lên bảng ngay từ phút này hay không? Lên bảng à? Không cần được hay sao? Một em các em nằm xuống đồ, và ai? Bò lạc đạp 5, 4, 3, 2, 1 số 5 hiển hình, ok. Green, kick kill. Kill. Thanh niên này cũng chấp chơi đấy nhỉ. Chấp chơi người chơi bây giờ. Hãy đẩy lính hai bên đường đi. Mình sẽ kết thúc trận đấu ngay tại ok, tiến đường đánh này luôn. Tập hợp đi. Tem mình đó là không có được đòn thôi, có được đòn thì cái bản Yuka này mình thấy bản ấy khá là buồn. Một thanh niên Tiểu Vân lại đi tắt. Thanh niên Tiểu Vân lại thanh niên Tiểu Vân lại đi tắt các bạn. Mình khá là buồn. Đánh với thanh niên em yêu ơi, của tôi ơi. Không một thanh niên nào đi một tắt hả? Thanh niên nào phang rừng trong này hay sao mà chó gã chạy lặng. Không hiểu được, mình sẽ ném một quả tên lửa đạn đạo. Yêu ulti à em. Em chỉ là một con gà thôi đối với anh, nghe chưa? Mình nhảy lên đấu bóng mắm tôm tô rồi, con bò lạc của anh ơi, ngon thì cân anh đi và em sẽ phải lên bảng. Tại vì sao? Những cái phút cuối cùng này mình lại lên bảng, lên đẩy đường tên là thắng luôn này. Ok, mình sẽ đi vào đường lính này, ném một quả tên lửa bên Tuka và cho nó ăn vài mùi thịt gà. Ok, 500 binh lính. Chủ này có thể nằm xuống ngay tại một thanh niên. Ôi trời ơi, mình may mình quá thích. Mình sẽ cho ăn một củ hành và mắm tôm. Quay lại cấu nó. Trời ơi. Em chạy đâu em ơi. Sao mình lại cấu con bùa này làm gì anh em nhỉ? Coi Tiểu Vân quất cho nè. Anh chỉ chạy nhé em. Thanh niên Tiểu Vân này quay lại quất cấu. AD đấy đấy. Chạy vòng lại AD. Một thanh niên. Một Tiểu Vân này. Em làm cái chó gì đó. Chúng ta đâu. Mình chỉ tiêu kinh cộng để cho nó cắn mấy thằng kia. Coi chết này. Biết rồi. Trời ơi, mình bắn cũng nhẹ nhẹ em nếu làm nào chết anh kinh cộng. Đấy trận này mình chôn khá là hay lắm các bạn ạ. Mình chỉ vào để giúp tem mau thua thôi. Một thanh niên này lại đi rồi. Thôi đẩy luôn cái chủ đấy luôn. Đẩy luôn. Một thanh niên Toro lại ngăn chặn. Tem không cho tem. Ba thanh niên. Ba thanh niên mà tem mình đâu hết rồi. Yuka anh ấy đứng bất động.
anh ấy bị thôi miên hay sao lúc mình cò. Mình không chạy được à, như là lúc mình cò bây giờ vẫn bắt đầu đi. Ôi, tại mình đi đâu hết rồi, mình phải chạy đúng. Ôi, đồ đúng ca, nhưng giống như con bò lạ, anh cứ đi lung tung, thì tem nó còn giao tranh. Đây. À, mấy thanh niên này mình có thể một mình cân cả thế giới không? Ok, thanh niên chú ca này khá là buồn luôn. Thấy okay, mình cấu và nít thì nó lao ra đâu. Anh khá lâu, bây giờ tập đẩy thắng luôn này. Thôi, tập hợp đi. Nhân công nhìn 500 anh em ơi. Ai lao vào đi. Thôi, anh Tiểu Vân đi. Thanh niên Tiểu Vân này thì cũng phải hy sinh rồi. Nó ra đây thì nó xác định là một chỗ hỏi trên đầu nó là phải. À, thanh niên này lên bảng hay không? Thôi lên bảng đi. Ăn được một mạng để cho các bạn biết là mình đã như thế nào. Thôi, vào kết thúc trận đấu ngay tại đây. Ok, mình chỉ lan vào tù và em quả tê cho ca để tập 5 thì này cho mình cái mình không sao. À, mình bị. Ô, thanh niên Yuka nó bị gì? À, ô, tem họ lại tiếp tục. Tem họ lại tiếp tục sống dậy rồi, mình không biết tại sao nữa. Nhưng mà mình sẽ bắn một quả đại bác. À, thanh niên Yuka này cứ thấy có tem họ chống sót là thanh niên này. Quá cơ, ăn nguyên quả bom đi em yêu. Ờ, một mình chống chọi với các thế lực đen tối này. Liệu rằng mình có phải lên bảng hay không? Ok, đã lên bảng. Anh chạy nha em. Khá là buồn luôn. Anh bắn con nhìn này xong. Quay lại quất tề. Ừ, tề quay lại quất mà thắng thì thôi. Tề. Trời ơi. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn, bắt Tiểu Vân luôn. Cùng với Van Hên. Van Hên tê. Bắt Tiểu Vân, rồi ơi. Tiểu Vân sẽ bị mình bắn. Ê, lại đi không nó tệt theo Van Hên. Cùng với đám binh lính. Van Hên tiết dừ, Van Hên quay lại đi. Van Hên có chiêu mà, có chiêu. Quay lại ấn tạm dừng nó đi. Quả, mấy thanh niên này chơi trò đuổi bắt hay sao vậy? Tiểu Vân, em bắt bản của anh sao? Ôi, mấy thanh niên này chơi. Mấy thanh niên này chơi vui quá. Nhà để cho lính ra đẩy. Còn mấy thanh niên này đi chơi đuổi bắt hay sao? Các bạn thấy em hở, đã bị thua rồi các bạn ạ. Thôi trận này thì có thể hạn. Ô, lính tử bắn rồi các bạn. Nhà các bạn này quay quay cho quay. Quay rồi, thấy rồi các bạn thấy rồi. Mấy thanh niên. Để các bạn xem. Các bạn xem có lên bạc chưa gì. Để cho các bạn. Các bạn thấy trận này mình đánh hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình để có thể mình có thể tiếp tục leo rank cùng các bạn. Và nếu mà mạng mà khỏe thì mình có thể là live stream để cho các bạn vào đánh chung với mình. Lên bạc chưa? Để các bạn xem. Mình đã lên bạc rồi 6 lần thần thánh rồi các bạn ạ. Để mình ra xem ra ngoài xem luôn các bạn. Tại vì trong này cũng cầm sao. Coi tháng 3 lần liên tiếp rồi. Wow, lâu thế. Ai mới VIP đấy? Người rừng. Chói trắng à, trắng à, sáng chói à. Các bạn thấy mình đánh này chỉ toàn chết thôi. Thành nhưng mà này, vẫn quá mệt rồi. Ăn được 4 mạng nha. Anh em để coi hình video để cho người rừng sức nó đánh như thế nào nó cũng có thể vượt qua và lên được bảng bạc. Các bạn vào đấu hàng coi nào, vào đấu hàng. Nhấp để nhảy thôi. Đây. Ô, lên bạc 2 sao luôn. Bạc 2 luôn các bạn ơi. Cần cuối cuối thắng. Cuối thắng. Chuỗi thắng của mình là 8 tần đấy các bạn ơi. Pro wow. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Ok.